Tư duy mục tiêu của các bạn nó phải rất rõ là tôi phải học môn gì để vào trường nào, vào được trường tôi chọn thì tôi sẽ có chuyên môn nào giỏi. Có chuyên môn giỏi, ắt tôi sẽ là nhân viên giỏi. Rồi tôi cộng với học thêm năng lực tổ chức nữa thì tôi dần dần tôi sẽ thành chủ doanh nghiệp. Nếu thành chủ doanh nghiệp thì ước mơ tài chính mới đạt được. Rồi bây giờ thì các đại ca bám vào đây, các đại ca làm cho em cái bản đồ tổ chức sự nghiệp cá nhân của các đại ca nhá. Rồi viết cho tôi ước mơ của đại ca. Thôi ước mơ thì nó có rất nhiều thứ, một vợ rồi là hai con rồi gia đình hạnh phúc thôi. Thì tôi làm mỗi cái tài chính thôi nhá, vì tôi đang làm liên quan đến sự nghiệp mà. Thì em làm mỗi tài chính thôi các anh nhá. Thì như vậy ước mơ của anh là anh muốn tài chính đạt được là bao tiền? Đấy, anh cho tôi biết. Và ở năm bao tuổi? Thì tôi lấy ví dụ này, nếu có được ước mơ này của tôi thì vị trí tôi làm là gì? Nếu có vị trí tôi làm là chủ doanh nghiệp thì khung năng lực tôi cần trang bị là khung năng lực chuyên môn cần gì và khung năng lực tổ chức cần gì. Xong từ cái khung năng lực này thì bắt đầu tôi mới chọn được trường vào để làm cái chuyên môn này, để tôi làm nhân viên. Nhưng cộng với tổ chức thì tôi làm trưởng phòng. Đấy. Rồi nên đến đây thì nó ra được trường tôi chọn. Và điều kiện để vào trường là gì? Nếu điều kiện vào trường này là cần xét tuyển toán lý hóa thì môn tôi tập trung học là gì? Toán lý hóa. Và tất nhiên phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Đấy. Nếu điều kiện vào trường này là văn sử địa thì tôi tập trung văn sử địa để xét tuyển văn sử địa. Và tất nhiên cũng phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Vậy thì ở đây người ta gọi là đi có mục tiêu. Còn rất nhiều cháu học sinh giỏi toàn diện, tốt nghiệp giỏi thi đại học trượt. Cái thời tôi ấy. Thế thì để làm gì đâu? Giỏi toàn diện mà thi đại học trượt thì làm gì? Có những thằng học trung bình nhưng toán lý hóa nó học xuất sắc. Mà ngày đấy thi vào đại học là thi toán lý hóa. Thế nó thủ khoa. Bằng cấp 3 thì trung bình nhưng thi vào đại học thì là thủ khoa. Thế cái nào quan trọng hơn? Còn có cái thằng thứ hai là học tốt nghiệp loại giỏi, học sinh giỏi toàn diện, thi đại học thì trượt. Thế thì để làm cái gì? Đấy, tức là cái tư duy mục tiêu của các bạn nó phải rất rõ. Là tôi phải học môn gì để vào trường nào, vào được trường tôi chọn thì tôi sẽ có chuyên môn nào giỏi. Có chuyên môn giỏi, ắt tôi sẽ là nhân viên giỏi. Rồi tôi cộng với học thêm năng lực tổ chức nữa thì tôi dần dần tôi sẽ thành chủ doanh nghiệp. Nếu thành chủ doanh nghiệp thì ước mơ tài chính mới đạt được. Ok, đây chính là bản đồ tổ chức sự nghiệp cá nhân của bạn. Bạn về hoàn thiện cái này cho tôi nhá, để điền vào đây. Còn một cái nữa cơ, là cái bản đồ chi tiết theo thời lượng cơ. Thì cái bản đồ ấy ở cái chương tiếp theo. Thì bây giờ chúng ta sang cái chương tiếp theo, là cái chương về mặt vận hành cuộc sống của bạn. Bây giờ vẽ được hết lý thuyết rồi, nhưng các bạn sẽ đặt câu hỏi: nghe lý thuyết thì dễ thầy ơi, nhưng làm nó khó lắm. Vâng thưa anh, 100 thằng hiểu lý thuyết thì chỉ có 20 thằng làm được thôi. Còn 80% là chém gió. Nhưng không có lý thuyết thì sẽ không làm được. Nhưng 100 thằng học lý thuyết thì chỉ có 20 thằng làm được. Cho nên nó mới xây hình tháp thế này. Lý thuyết thì chú nào học xong thì lý thuyết thì chú nào cũng được đi học. Nhưng để hiểu về lý thuyết thì nó lại ít đi một tí. Nhưng hiểu lý thuyết xong bắt đầu làm gì ạ? Làm được nó thấp hơn một tí, ít hơn tí nữa. Nhưng mà gì ạ? Làm giỏi nó lại ít hơn tí nữa. Và trở thành người dẫn đầu thì nó chỉ có một. Cho nên nó là hình tháp. Và cái này chúng ta mới học ở chân tháp thôi, là học lý thuyết thôi, là lộ trình bắt buộc nó phải là thế. Nhưng nếu không có chân tháp thì không có đỉnh tháp. Cho nên bắt buộc các bạn phải làm xong cái chân tháp này thì chúng ta mới leo được lên đỉnh tháp. Giờ chúng ta quay sang tiếp tục. Vậy hành động thế nào để leo lên đỉnh tháp? Mời các bạn quay sang bài tiếp theo. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceouvietnam.edu.vn. Hotline 1800 577722. Nhánh 1, 2.